cột sống mà, giường cột của cuộc sống, cho nên mình làm cái lưng nó thõng thì nó sẽ không đau. Cột sống là tất cả mọi, nó liên quan đến tất cả mọi thứ trong cơ thể, cho nên mình cứ làm cho cái cột sống này nó thông, nó không còn bế tắc nữa. Tiếp theo là gì nhỉ? Đây ạ. Dùng lan xương đôi to lan khắp lưng. Rồi. Bước thứ hai, bước đầu tiên là dùng lan xương đôi lớn. Rồi. Lan khắp lưng, sau đó bước thứ hai dùng lan xương đôi to lan khắp xong lưng. Rồi. Xong rồi. Bước thứ ba là dùng chụp đôi thần kỳ lan từ dưới lên trên. Chụp đôi thần kỳ. Chụp đôi thần kỳ đấy ạ. Khép cái chân lại. Chụp đôi thần kỳ mình lan từ dưới lan lên này. Lan lên nhé. Lan 30 cái. Phê lên. Phê. Phê. Chụp mặt xuống. 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 Mình đẩy lên mạnh hơn nhé. Thế nên mình thay bằng để lăn lăn lại. Không. Phê không? Phê. Phê. Phê với tê bảo phê. Phê với tê. Mua một cái. Mua một cái chứ tối về bắt ông chồng ăn. Hai ông chồng vẫn lăn nữa. Thôi để ông chồng vẫn lăn, lăn cho ông chồng. Lăn xong lăn luôn. Lăn xong lăn cho ngủ rồi. Lăn làm sai cho mình. Vừa quay cả điếu quả chồng. Nếu mà lăn mình phải bắt hết đeo đá. Tiếp theo dùng búa. Nếu tương ở vai thì dùng búa to gõ. Bắt búa gai, sau đó và này vai cứng nhưng mà nằm thế này không gõ vai được. Từ dưới lên. Mình kiểm tra cái vùng này này. Mọi người nhìn nhé, cái vùng này gọi là bát liêu, nó có 80 lỗ xe thần kinh nó chui ra. Mình thử xem, nếu mà nó cứng thì mình phải làm cho nó mềm ra. Bác này thì cũng không đến nỗi lắm. Đây, đây có đau không? Không. Đây nhá, thì mình dùng búa này. Búa thì mình dùng đầu đinh trước hay đầu cao kia trước hay đầu cao su. Đây nhá, mình gõ, không được gõ vào cuộc sống nhá. Mông thì mình có thể gõ các mông. Đau, đau thì nói nhá. Không đau. Bác này có cái đệ. Bác này có cái đệ. Cột sống thì khi gói cột sống thì nó mặc áo mình biết cột sống ở đâu, tay mình đặt cái cột sống. Ừ, gõ hai, gọi là thân đấy. Gõ để làm gì, gõ để không gõ, đặt tay lên cột sống thì không gõ vào cột sống. Cho nó mềm, hai cái cơ, mỗi cơ. Búa nọ, cách búa kia nửa búa nhá. Thông, tất cả cái này là gọi là khai thông lưng. Khai thông lưng làm cho cái lưng nó thông, thông thì nó bắt thống. Thông thì bắt thống, thống thì do bắt thông. Đó thế thôi. Điện chặt. Không đau. Không do bất thống. Thống là đau. Đúng kiểu đông y. Đau không thông. Đau do nó không thông, mình làm cho nó thông. Thông thì bất thống, thống thì bất thống. Thông thì nó sẽ đau. Thông thì bất thống. Thông thì bất thống. Xong búa này. Mình nói tiếng Việt thì. Sao bây giờ mình biến cái đau. Đau thì không. Phải hở hàm. Người biết được người gọi như thế này. Tiếng Việt thôi thì hay. Hở hàm. Gọi tây rồi còn. Sáng nay có người hỏi xương ca lớn để làm gì? Đây, đây là cái xương ca lớn. Và thầy Châu, thầy học trò massage thầy Châu bảo thầy Châu sẽ chân cái này. Để nó dùng cụ rồi mình còn chả hiểu cái nhá. Mình làm này, làm cái đầu lồi này, làm từ theo cái cạnh xương sườn này, mỗi chỗ 10 cái. Thích không? Ôi trời ơi. Mất tiền rồi. Thế ngủ rồi không trả lời. Không, chưa ngủ. Thế thì thích mới làm gì. Làm mẫu mà. Nên chỉ đòi đi. Cái này nó phải có dầu dừa nhé. Có dầu dừa nó sẽ bị đau nhé. Mình nhiều thịt quá nhé, thấy đau. Đầu đỏ đấy. Đỏ đấy, đỏ dừa hết cả lên đấy. Làm cái lúc nữa rồi. Lưng này cũng hơi kích ứng một tí, nhưng mà lúc là hết thôi.
cái con cua mình đánh hai bên giáp tích. Giáp tích là hai cạnh của cuộc sống. Cái bệnh mãn tính là thông thường nó bế tắc hai bên đấy. Mình dùng cái này mình đánh từ dưới đến lên. Cái này có cua bạc. Cả cua. Mình đánh mỗi chỗ 30 lượt. Chỉ là qua là giáp tích. Không, cứ nhìn đi đã. Cái này là hai cạnh này mới vào cái cuộc sống được. Không có cái này thì lại phải dùng đâm tiêu. Không thể đâm tiêu nó cũng vào. Cái này phải có cái này mới vào. Nếu không thì dùng sao trổi đánh nhẹ nhàng thì phải đánh làm hai lần. Cái này mình tiết kiệm. Xong cua nhá. Xong tiếp theo này. Tiếp theo là mình dùng cái lăn sừng lớn. Lăn sừng lớn. Đây là dụng cụ duy nhất lăn thẳng lên cuộc sống. Đẩy lên nhá. Mà lăn cái này thì nó có làm cái cuộc sống nó đỡ có bị vẹo không nhỉ? Vẹo gì? Không, tức là để cho cuộc sống mình nó đỡ vẹo đi, chẳng hạn cuộc sống của mình nó đang bị vẹo. À, tưởng làm cho nó vẹo, không làm, làm được. Mình biết làm cái cuộc sống nó bị vẹo thì nó sẽ làm đau lưng đúng không? Đây nhá. Bước tiếp theo là gì nhỉ? Bước tiếp theo ạ. Dùng cây dây huyền dây cùng xương chậu, xong dây lên ở hai bên xương sống. Ừ. Tờ dây dây theo chiều bắp vai. Đây là cây chạy dây huyền. Gió đánh sang hai bên. Mình có thể dùng cái chạy dây huyền, mình dây cái vùng bắt liêu này. Nếu người nào mà cứng thì mình nên làm kỹ, còn không thì mình chỉ làm cho nó gọi là thông thôi. Đó, nếu bạn ở đây có cái điểm nào cứng thì mình dây kỹ hơn. Còn cái này ấy, thì mình bắt đầu mình dây trên cái cạnh của cuộc sống, mình dây ngoài dây vào, dây hướng vào cuộc sống. Vừa phải không làm mạnh ạ. Bắt liêu thì đây gọi là chỗ này chỉ có đau không? Đây là có cái cục này. Lắm khi mình để ý ở đây này, khục khục ngay chỗ này, khực, tức là nó có cái cục đây chắc chắn là đau này. Đấy, nhìn thấy nghe thấy ngay thì những cái chỗ đấy mình làm kỹ hơn. Đau rồi này. Đấy. Đây vào này. Mọi người cứ làm quen đi, là nó chỗ nào đau là mình, bệnh nhân có vấn đề là mình biết liền. Coi như là mát xoa. Ngày nào mình làm cái này ấy, ở nhà mà có bố mẹ mà hay đau lưng ấy, hay có bệnh mãn tính thì mình cứ một tuần thì về nhà làm cho bố mẹ 2-3 lần là cũng cần quà thì hơn hết. Đấy, xong nhá. Xong đến một tay nắm đầu, một tay nắm thắt. Nắm vai ạ, là phải sửa lại cho nắm vai. Nắm tiến lên, chị thả cái đầu xuống. Lắc người vậy. Tay lắc ngược chiều nhau. Đây nhá. Này, một tay nắm lưng quần, một tay này nắm vai này. Chị lỏng người hết cỡ lên nhá. Nằm lỏng ra. Lắc. Lỏng người nó chưa lỏng. Tập toàn rồi. Lắc. Tay của em. Cái này chỉ nào chị nhau, đứng nào chị nhau dưới được khó. Tiếp theo này. Tiếp theo mình mở hai cái chân. Đều phải lỏng người ra, ai còn nghĩ ai chưa. Mở hai chân bệnh nhân ra này. Xong mình nắm cái cổ chân này, nắm lên đây chắc nhé. Cái gót này sẽ hướng dẫn cách chữa nhé. Lỏng người lên nhé, nhìn nhé. Mình đưa lên này, bệnh nhân không được kháng và không được hỗ trợ, cứ nằm như chết rồi ấy. Nằm như chết rồi nhé, cứ hình dung như là mình. Đấy, mình đưa sát đây, mình đến đây thì mình ấn xuống. Tay này mình nhấn xuống, đồng thời tay mình đặt lên cuộc sống. Và bà bệnh nhân thổi ra. Nghe chị em thổi nhá. Lỏng chân ra, lỏng chân ra, bảo như chết rồi, bảo từng cước cửa. Cả lòng người ra, cả lòng người ra. Này, cái tay mình nhích dần lên này. Phù ra. Có phù không? Phù mạnh vào nhá. Đừng có kháng và đừng có hỗ trợ, cứ kệ cái ra. Khi mà cái chân này nó không gập vào đây được thì là mình lại phải lắp thêm cho nó mềm ra, nhớ chưa? Và khi cái vùng nào đau thì cái tay mình ấn được cái vị trí đấy nhiều hơn. Ví dụ như thoát vị vùng này thì mình đặt tay ở đây nhiều hơn, dày hơn. Đấy. Này mà có người gọi là thở thông cuộc sống. Làm cả hai bên nhé. Đây đứng lên bên này nó không tiện nên chỉ làm một bên thôi. Tiếp theo đến cái đoạn dây. Tiếp theo ạ. Dây thủy dùng không từ từ đã. Dùng hai ngón tay
bắt đầu các bạn lên hai bên các tay đè chân, một tay ấn dần không, không. Xương chậu lên. Cái đấy làm rồi. Đây nhé, hai ngón tay mình kéo xong cuộc sống. Và mình cảm nhận xem dưới cái tay mình có cái điểm nào bất thường không. Bác này dày lắm cho nên là khó. Dùng hai ngón tay cảm nhận cảm nhận được bởi vì quá dày. Nhưng mà khi mà dùng cái chảy ra huyệt thì cảm nhận được các bác là có mấy cái điểm bị cứng, sần sần cái cứng như thế này thì mình làm tay là cảm nhận được tay là cái lưng mà nó mềm hơn thì mình làm được. Bước tiếp theo là dây tủy. Cảm nhiều thầy là chỉ có mỗi cái bài dây thủy này mà lấy 500.000 một lượt nhé. Dùng hai ngón tay đây phần xương sống từ trên xuống bốc hết các lượt. Tay đặt lên cột sống này, hai ngón tay cái đặt lên cột sống này, dây hai tay ngón tay ngược nhau này. Nó quá cao so với hình. Thầy đang phát trực tiếp trên đây. Đấy, đây là dây thủy nhá. Đến cái bài tiếp, đến cái tiếp tay theo bên cũng trong có ở trong đấy. Bài, nhưng mà cái này làm rất tốt. Mày cái đây nhá. Tay mình giữ lấy phần này và mình đẩy nó lên, bởi vì tất cả mọi thứ là nó đẩy nó nên cái cột sống xuống, thì bây giờ mình đẩy lên, mình giãn cột sống ra, tay giữ này, đẩy lên này. Và tiếp theo mình làm giữa cột sống này. Đến cái đoạn cuối cùng là mình vỗ điều hòa, tay khum lại, vỗ hai bên cạnh. Kêu bùng bột. Bùng bột chứ không được, bẹt bẹt. Giữa cuộc sống này. Được, cái cuối cùng là cái cách dạy, chị nằm nghiêng sang bên phải. Từ từ, rất từ từ nằm nghiêng sang bên phải, chống tay. Cái này chống nâng đầu lên, nằm nghiêng chưa dậy. Chống thẳng tay lên, chống thẳng lên, đấy, nằm một tí. Thấy cái đầu nó ổn định. Thì biết từ từ ngồi dậy. Đầu ổn định chưa, đầu có choáng không? Từ từ ngồi dậy. Ngồi một tí thẳng bước xuống. Nghiêng phải. Rất cà phê. Sướng nha. Mọi người lưu ý cái động tác dậy này là cái động tác rất là quan trọng. Khi mình để bệnh nhân làm nằm xuống để mình làm thì khi dậy bao giờ cũng hướng dẫn dậy cái kiểu đấy thì mới không bị lăn đùng ra mà cấp cứu. Nếu mà dậy phát một cái là cơ thể nó tụt xuống một cái là lăn giãn lăn quay luôn. Và người có tuổi rồi đêm dậy cũng phải cẩn thận, dậy từ từ thôi ạ. À, hết rồi ạ. À.